khu vực Đông Nam Á tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thế giới trong tuần này. Hầu như tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của khu vực đã tới Indonesia để dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Đây là nơi thảo luận và đề xuất về cách thức xây dựng nền tảng vững chắc, tầm nhìn dài hạn và tăng cường năng lực của khu vực. Nhưng có một nhà lãnh đạo đã vắng mặt tại sự kiện này, đó là Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ông phải ở lại thủ đô Bangkok để tham gia cuộc đua rất căng thẳng với tư cách ứng cử viên thủ tướng của Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất UTN. Và với những gì đã diễn ra trong suốt hai thập kỷ qua, các cuộc tổng tuyển cử tại xứ sở Chùa Vàng luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Cuộc tổng tuyển cử năm nay còn nóng hơn khi có sự tham gia của bà Pethong Tham Sinawat, con gái út của cựu thủ tướng đang lưu vong Thaksin Sinawat và cũng là cháu gái ruột của bà Yingluck, thủ tướng bị mất chức sau cuộc đảo chính năm 2014. Ngay trước thềm ngày bầu cử chính thức, hàng triệu cử tri Thái Lan đã thực hiện quyền công dân của mình để gửi gắm những kỳ vọng đối với tương lai của đất nước. Văn phòng chính quyền quận Huay Quang ở thủ đô Bangkok là một trong số những điểm bỏ phiếu sớm có số lượng cử tri đăng ký nhiều nhất với hơn 28.000 cử tri. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng sơ cứu ở phía trong tòa nhà. Chủ nhật tuần này thời tiết nóng, mọi người có thể bị sốc nhiệt. Bạn thấy đấy, cử tri có thể phải xếp hàng dài cả phía bên trong và bên ngoài khu vực bầu cử. Những cử tri cao tuổi xếp hàng cuối thì sẽ được mời vào bên trong xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu. Trường hợp cử tri gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được đưa vào phòng có máy lạnh, nước uống và nhân viên y tế. Việc cử tri nhất là người cao tuổi bị ngất xỉu thường xảy ra hàng năm. Khác với cuộc bầu cử năm 2019, trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri sẽ nhận hai phiếu bầu gồm phiếu bầu hạ nghị sĩ theo danh sách đảng và phiếu bầu hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử. Dù có thể đã nghiên cứu kỹ từ trước, song rất đông cử tri đều nghiên cứu nhanh các quy định bầu cử cũng như danh sách, số thứ tự của các chính đảng và số thứ tự của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử. Ngày 14 tháng 5 tới, tôi không thể trở về Chiang Mai để tham gia bỏ phiếu. Do đó, tôi đã đăng ký bỏ phiếu sớm. Tôi đang làm việc ở thủ đô Bangkok, nên sẽ rất khó để cho tôi nghỉ làm và trở về Chiang Mai. Tôi đang là sinh viên của trường đại học Chulalongkorn. Tôi đang học chuyên ngành y. Tôi nghĩ sẽ có rất đông người ở đây nếu tôi đến vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Vì thế, tôi đã đến đây vào thời điểm này. Tôi không thể chia sẻ với các bạn về lựa chọn bầu cử của tôi. Tuy nhiên, tôi mong lá phiếu của tôi sẽ góp phần xây dựng tương lai của Thái Lan tươi sáng hơn. Tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử lần này sẽ làm thay đổi tình hình hiện nay của đất nước, nhất là việc phát triển nền kinh tế, cải thiện điều kiện sống của người dân Thái Lan. Tôi đang là một phiên dịch viên. Tôi đã đăng ký bầu cử sớm nên tôi đến đây vào hôm nay. Tại thủ đô Bangkok, số cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm là gần 810.000 người. Đáng chú ý, một số nơi như trung tâm mua sắm xạ giảm Paragon thuộc khu vực bầu cử 2 hay Đại học Ram Kham Heng thuộc khu vực bầu cử 14 có số lượng cử tri đăng ký bầu cử trước cao nhất, lần lượt là 40.750 người và 52.771 người. Công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự cho những khu vực này do đó được chú ý hơn. Ủy ban bầu cử Thái Lan đã gửi tất cả các phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan đến bầu cử đến hai sân vận động ở khu vực Đình Đèng để bảo quản an toàn trước khi chúng được phân phối đến tất cả các điểm bỏ phiếu ở Bangkok trước rạng sáng nay nhằm phục vụ việc bỏ phiếu trước. Vâng, có thể hiểu được những kỳ vọng của người dân Thái Lan khi cuộc tổng tuyển cử năm nay được truyền thông nước này gọi là con đường hướng tới tương lai. Và chúng ta sẽ cùng bình luận sâu thêm về sự kiện đặc biệt này cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, phóng viên báo Nhân dân thường trú tại Thái Lan. Xin chào nhà báo Tuấn Anh. Qua quan sát của anh, bối cảnh đợt tổng tuyển cử năm nay tại Thái Lan có điều gì đặc biệt so với các kỳ bầu cử trước ạ? Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Vào ngày 14 tháng 5 tới đây, Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha giải tán quốc hội. Chính phủ của ông về cơ bản đã phục vụ đủ nhiệm kỳ 4 năm sau cuộc tổng tuyển cử cuối cùng vào năm 2019. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Thái Lan đang khôi phục sau những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và những bất ổn chính trị đang leo thang trong khu vực cũng như toàn cầu, khiến cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân Thái Lan. Tại cuộc bầu cử này, tất cả các cử tri sẽ nhận được hai lá phiếu. Điều này đã được thay đổi so với cuộc bầu cử trước đây từ năm 2019, khi mà cử tri chỉ nhận được một lá phiếu. Theo đó, một lá phiếu sẽ được cử tri bầu cho nghị sĩ khu vực bầu cử địa phương, lá phiếu còn lại dành cho danh sách đảng. Trong đó, các phiếu bầu sẽ được sử dụng để tính xem mỗi đảng nhận được bao nhiêu trong số 100 nghị sĩ trong danh sách đảng. Tổng cộng, 500 nghị sĩ sẽ được bầu. Hệ thống bầu cử mới có thể sẽ ủng hộ các đảng lớn và gây bất lợi cho các đảng nhỏ, vì nó làm tăng số lượng nghị sĩ khu vực bầu cử và nâng ngưỡng để một đảng đủ điều kiện trở thành nghị sĩ trong danh sách đảng. Khi tất cả các nghị sĩ được bầu, Hạ viện và Thượng viện sẽ cùng nhau bỏ phiếu để bầu ra một thủ tướng.
Thượng viện được bổ nhiệm bởi Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019 và có 250 thành viên. Điều này có nghĩa là một ứng cử viên chiến thắng cho chức Thủ tướng phải giành được ít nhất 376 phiếu trong cuộc họp chung của Quốc hội. Trong khi đó, tại cuộc bầu cử trước, tất cả 250 thành viên đã bỏ phiếu cho ông Prayut tiếp tục làm Thủ tướng. Cuộc bầu cử lần này có thể sẽ là lần cuối cùng mà Thượng viện có quyền bỏ phiếu bầu Thủ tướng, vì đây chỉ là một điều khoản tạm thời của Hiến pháp 2017. Vâng, có thể nói mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày tổng tuyển cử 14 tháng 5 tới. Cũng có một vài điểm mới cũng rất đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này. Ví dụ như Ủy ban bầu cử EC Thái Lan thông báo sẽ thưởng đến 1 triệu bạt, tương đương với 29.300 đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử, trong đó có cả việc mua phiếu bầu. Hay như phương thức bỏ phiếu điện tử, hình thức bầu cử mới này được áp dụng dựa trên mô hình bầu cử trực tuyến của Estonia. Quy trình này được cho là thuận tiện hơn cho cử tri, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn hoặc là nước ngoài, và có thể giảm chi phí vận hành, đồng thời cải thiện tính minh bạch và giải quyết gian lận bầu cử. Đây cũng là một trong những bước tiến mới của chính phủ Thái Lan nhằm hướng tới một chính phủ điện tử trong tương lai. Về cơ chế bầu cử tại Thái Lan cũng có nhiều thay đổi. Theo hiến pháp sửa đổi thì bầu thủ tướng sẽ phải do cả Thượng viện và Hạ viện với 750 nghị sĩ bỏ phiếu. Như vậy, để trở thành thủ tướng, ứng viên sẽ cần phải có 376 phiếu trở lên. Trong trường hợp không thể đạt được đa số phiếu cần thiết, một chính phủ liên minh sẽ được thành lập. Theo một kết quả thăm dò dư luận mới nhất, thì Đảng Vì Nước Thái Phêu Thai vẫn dẫn đầu, nhưng tỷ lệ ủng hộ đã giảm từ 47% xuống 38%. Trong khi đó, thì tỷ lệ ủng hộ Đảng Tiến Bước MFP lại tăng lên 33%. Về khảo sát ứng viên thủ tướng, đứng đầu là ông Pita Limajarenrat, lãnh đạo Đảng Tiến Bước MFP, với trên 35%. Bà Petongtham Sinawat, ứng viên của Đảng Phêu Thai, xếp thứ hai với tỷ lệ ủng hộ là 29%, trong khi Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha, đại diện của Đảng Dân tộc Thái Đoàn kết UTN, xếp thứ ba với trên 14%. Tuy nhiên, đó chỉ là những khảo sát và kết quả cuối cùng và những kịch bản hậu bầu cử vẫn tiềm ẩn rất nhiều ẩn số khó lường ở phía trước. Điểm nổi bật nhất trong cuộc bầu cử lần này là sự đối đầu giữa phe bảo thủ và tự do, hay nói cách khác là đối đầu giữa thế hệ cũ và thế hệ mới. Hiện nay, ông Pita Inzarezat, 43 tuổi, nhà lãnh đạo của Đảng Tiến Bước, một đảng theo lập trường ôn hòa, nổi lên là ứng cử viên thủ tướng được nhiều sự ủng hộ từ giới trẻ. Chúng ta có thể thấy rõ hai thái cực trong cuộc bầu cử lần này. Thế hệ cử tri trẻ mong muốn chứng kiến sự thay đổi bởi họ đang rất trẻ trung. Họ chưa có cơ hội bỏ lá phiếu của mình và nói lên ý kiến của mình trong 8 năm qua. Bởi vậy, giới trẻ muốn thấy một nhân vật từ giới dân sự, một người bình thường trở thành thủ tướng lãnh đạo đất nước. Ngoài ông Pita, bà Petong Tansivat, 36 tuổi, đại diện cho Đảng Vì Nước Thái, Phêu Thái, cũng là một ứng viên sáng giá. Bà Petong Than vận động chủ yếu ở các vùng nông thôn. Trong cuộc thăm dò vào tháng 4, Đảng Phêu Thái nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ khi chiếm tỷ lệ cao. Hiện MFP và Phêu Thái đang xung đột về việc sửa đổi điều 112 luật hình sự Thái Lan về tội khi quân, nên rất có khả năng nếu giành được đa số phiếu thì Phêu Thái sẽ tìm đảng khác để liên minh và đề cử thủ tướng mới. Bởi vậy, đó chính là lý do để ông Pita khó có thể trở thành thủ tướng lần này. Về cơ hội cho Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha, gần đây ông đang thiếu sự ủng hộ khi chỉ nhận được 14,84% phiếu bầu trong cuộc thăm dò dư luận. Ông bị các cử tri trẻ ủng hộ dân chủ phản đối kịch liệt, cáo buộc ông kìm hãm sự phát triển của Thái Lan. Ông Prayut và Phó Thủ tướng Pravit Vongsuvan thuộc Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân được cho là cạnh tranh về chương trình phúc lợi nhà nước. Ông Prayut vẫn còn một cơ hội khác, đó là sự ủng hộ từ phía 250 thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, khi đó sẽ xảy ra một vấn đề là nếu có trở thành thủ tướng thì ông cũng chỉ có một chính phủ thiểu số. Thái Lan đang bước vào giai đoạn quan trọng để bảo đảm vị thế là trung tâm kinh tế của khu vực. Sau đó, cuộc bầu cử năm nay được đánh giá là cuộc bầu cử hướng tới tương lai. Số hỏi lớn đặt ra lúc này là liệu Đảng Phêu Thái có thay đổi được tình thế, giành được số phiếu cần thiết để thành lập chính phủ liên minh hay không? Nếu như Đảng Phêu Thái lập thành tích lớn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Thái Lan. Xin được trở lại với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Thưa nhà báo, anh phân tích thế nào về những lợi thế và cơ hội của ba ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Thái Lan ạ? Vâng, thưa biên tập viên Thanh Huyền, một trong những vấn đề chính trong cuộc bầu cử này là liệu ông Prayut có nhận được nhiệm kỳ Thủ tướng thứ ba hay không? Ông Prayut đang tranh cử dưới ngọn cờ của Đảng Quốc gia Thái Lan và cam kết sẽ dùng 2 năm tại vị để hoàn thành công việc còn dang dở. Đồng thời,
ông cũng phải đối mặt với những thách thức lớn từ ít nhất hai đảng chính trị bảo thủ khác là Palang Pracharat với ứng cử viên là ông Prawit, đối thủ trước đây của ông, và đảng Bum Chai Thai, một đối tác liên minh khác đăng lên. Đồng thời, thiệt hại kinh tế còn sót lại từ đại dịch khiến các vấn đề về cơm áo gạo tiền vẫn là một trong những yếu tố thúc đẩy cuộc bầu cử lần này. Các đảng chính trị khác nhau đã chạy đua theo chủ nghĩa dân túy kinh tế, cạnh tranh để đưa ra các chính sách ngày càng hào nhoáng nhằm tăng lợi ích và đưa tiền vào túi của người dân. Lấy một ví dụ, ngay sau khi ông Prawit tuyên bố sẽ tăng trợ cấp thẻ phúc lợi nhà nước lên 700 baht mỗi tháng, thì ông Prawit đã đi xa hơn khi cam kết sẽ tăng số tiền này lên tới 1.000 baht mỗi tháng. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò, đảng Phưa Thay vẫn được yêu thích để giành được nhiều ghế nhất, nhưng liệu đảng này có thể thành lập chính phủ hay không vẫn chưa rõ ràng. Điều này dẫn đến tin đồn rằng Phưa Thay có thể phải tìm kiếm một liên minh với Palang Pracharat, mặc dù họ là đối thủ chính trị trong 4 năm qua. Dù đảng Phưa Thay đã bác bỏ khả năng trên, tuy nhiên cựu thủ tướng Thaksin cho rằng đó vẫn có thể là lựa chọn cuối cùng. Cuộc bầu cử này diễn ra sau cuộc biểu tình chính trị năm 2020 kêu gọi sửa đổi hiến pháp và cải cách thể chế hoàng gia. Mặc dù những lời kêu gọi này cuối cùng có rất ít giá trị, nhưng chúng đã thay đổi nền chính trị Thái Lan theo một cách chưa từng có. Đối với những người ủng hộ các cuộc biểu tình này, đảng hướng tới tương lai vẫn là phương tiện chính trị mà họ lựa chọn, và đảng này đã kiên định loại trừ bất kỳ sự hợp tác nào trong tương lai đối với ông Prawit hay là ông Prawit. Vậy thì kịch bản nào có thể xảy ra sau cuộc bầu cử năm nay, thưa nhà báo? Vâng, thưa biên tập viên Thanh Huyền, tại cuộc bầu cử lần này, các đảng phái vẫn tiến hành các chiến dịch tranh cử và công bố các chính sách của mình, cũng như tìm cách thu hút cử tri. Tuy nhiên, các chi tiết trong chính sách của mỗi đảng lại khác nhau bởi họ tập trung vào các vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, tôi cho rằng trong tất cả các cuộc bầu cử ở Thái Lan, các đảng phái đều sử dụng cách thức tương tự. Họ tiến hành các chiến dịch tranh cử, công bố chính sách và tìm cách thu hút cử tri. Người dân sẽ bầu cho một đảng nếu họ thích chính sách của đảng đó. Thậm chí có thể họ sẽ bỏ phiếu bầu không phải chỉ vì chính sách mà chỉ vì yêu thích ứng cử viên của đảng. Có rất nhiều yếu tố chi phối lá phiếu của cử tri, nhưng đối với các đảng phái cũng tương tự. Có những đảng đưa ra ứng cử viên cho cương vị thủ tướng, nhưng cũng có đảng thì không. Tuy nhiên, tất cả các đảng đều có các chính sách mà họ muốn thực hiện, muốn thay đổi cũng như muốn mang lại cho người dân. Đây là điều mà mọi cuộc bầu cử đều có. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng chính phủ sắp tới của Thái Lan sẽ vẫn là một chính phủ liên minh và không thể là chính phủ do một đảng thành lập. Truyền thông tại Thái Lan gọi cuộc tổng tuyển cử năm nay là con đường hướng tới tương lai. Theo nhà báo, điều này gửi gắm kỳ vọng ở những thay đổi gì đối với chính trường và đất nước Thái Lan ạ? Vâng, thưa biên tập viên Thanh Huyền, có một điểm thú vị trong cuộc bầu cử lần này, đó là sự đối đầu giữa phe bảo thủ và phe tự do, hoặc có thể gọi là sự đối đầu giữa thế hệ cũ và thế hệ mới. Cụ thể, thế hệ cử tri trẻ mong muốn chứng kiến sự thay đổi bởi họ đang rất trẻ. Họ chưa có cơ hội bỏ lá phiếu và nói lên ý kiến của mình trong 8 năm qua. Họ mong muốn bỏ phiếu để đất nước có sự thay đổi, có một chính quyền dân sự thay vì chính quyền quân sự như hiện tại. Bất chấp một thực tế rằng trong cuộc bầu cử năm 2019, ông Prawit được bầu lên không phải với tư cách là một tướng quân đội. Tuy nhiên, đối với thế hệ những người già và trung niên, họ cho rằng trong 8 năm qua, ông Prawit đã làm được rất nhiều việc và nhiều việc còn đang dang dở. Thí dụ như xây dựng được các công trình cơ sở hạ tầng, các tuyến đường sắt đô thị. Đồng thời, ông Prawit cũng có thể kiểm soát một phần các quan chức chính phủ theo đúng hướng và làm việc trong khuôn khổ. Do đó, nhiều người trong thế hệ này không muốn có sự thay đổi. Họ lo ngại rằng thế hệ trẻ sẽ mang tới sự thay đổi quá mạnh mẽ hay sửa đổi những đạo luật quan trọng. Phe bảo thủ không thể chấp nhận những điều này, khiến đây là điểm xung đột trong cuộc bầu cử năm nay. Tuy nhiên, có một điểm chung là dù ở phe bảo thủ hay phe tự do, thì tất cả mọi người dân Thái Lan đều mong muốn đất nước của họ ngày càng tiến bộ hơn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ và phân tích của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Có thể nói, không chỉ là bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo mới cho đất nước, tổng tuyển cử cũng là cơ hội để người dân Thái Lan quyết định đường hướng phát triển của Thái Lan trong 4 năm tới. Liệu Thái Lan sẽ có vị thủ tướng thứ 30 hay sẽ vẫn là đương kim thủ tướng có xuất xứ quân đội Prayut Chan-o-cha tiếp tục tại vị? Điều đó phụ thuộc rất lớn vào đảng nào sẽ nắm giữ quốc hội sau ngày 14 tháng 5 tới. Và đến đây thì chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.